Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình hôm nay, mở đầu là thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục an ninh trật tự. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2016, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để chuyển đến quý vị và các bạn các hoạt động Tết Trung Thu cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện. Sau đây là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 13 tháng 9, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Nông, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vũng Tàu phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Chư Rút đã tổ chức trao quà Tết Trung Thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trúc Sơn. Với mong muốn đem lại một cái Tết Trung Thu nhiều niềm vui và ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trúc Sơn, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Nông và Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vũng Tàu đã trao tặng 400 suất quà với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho các em thiếu nhi và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại trong đợt hạn hán năm 2016 trên địa bàn xã Trúc Sơn. Việc trao tặng quà nhân dịp Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Nông và Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vũng Tàu là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và cộng đồng, đem lại niềm vui cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình nghèo đón Tết Trung Thu năm 2016 vui vẻ và ý nghĩa. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2016, tối ngày 13 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân xã Nam Dòng, Chùa Phước Sơn đã phối hợp cùng với các nhà hảo tâm tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Về dự có đồng chí Vũ Văn Bính, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương, cùng đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho các em thiếu nhi đón một cái Tết Trung Thu vui vẻ, đầm ấm, góp phần động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhằm động viên và giúp đỡ cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Nam Dòng có được một cái Tết Trung Thu đầy đủ và đầm ấm, Ban Trị sự Chùa Phước Sơn đã vận động sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tổ chức đêm hội trăng rằm này. Chùa Phước Sơn đã trao tặng 10 xe đạp cho các em thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập và 740 suất quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Nam Dòng. Cũng tại đêm hội, các em thiếu nhi đã được xem các tiết mục văn nghệ vui nhộn, độc đáo, có chú cuội chị Hằng, xem múa lân và tham gia phá cỗ Trung Thu. Đây là một nguồn động viên lớn nhằm giúp cho các em có một mùa Trung Thu đầm ấm. Đây là lần đầu tiên con được tham gia một hội lân trăng rằm như vậy nên con thấy rất là vui ạ. Mong muốn trong thời gian tới sẽ tổ chức như thế nào? Con mong muốn trong thời gian tới là bên xã sẽ tổ chức một hội Trung Thu lớn hơn và to hơn như thế này nhiều ạ. Đêm hội trăng rằm này con thấy vui như thế nào? Vui khi bánh kẹo rồi đèn Trung Thu rồi đèn treo trên sân khấu nên rất là đẹp ạ. Tại đêm hội trăng rằm, hầu hết các em nhỏ đều háo hức phấn khởi vì sẽ được xem múa lân, phá cỗ, rước đèn ông sao, đèn kéo quân, nhận quà từ các nhà tài trợ. Mặc dù đêm hội trăng rằm đến 19 giờ mới khai mạc, nhưng nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến Ủy ban Nhân dân xã Nam Dòng sớm hơn để vui Tết Trung Thu. Hôm nay bác dần cháu đi tham gia buổi Tết Trung Thu này thì từ chiều giờ thì cháu háo hức chưa? Khi chưa ăn thì cháu dục ba đứa cháu đi rồi. Rồi là giờ ba muốn là chính quyền và chùa Phước Sơn cứ như hàng năm nay là tổ chức cho các cháu cái sân chơi cho được thoải mái và các cháu cho vui vẻ. Đại đức Thích Nhuận Lợi, chủ trì chùa Phước Sơn cho biết, để tổ chức được đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi trước hết là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện, sự nỗ lực của ban trị sự, các tăng ni Phật tử trong chùa. Nhờ đó, ban trị sự của chùa đã tổ chức đêm Trung Thu đầy ý nghĩa cho tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn xã Nam Dòng. Tại đêm hội, tất cả các em thiếu nhi đều được nhận quà nên rất vui mừng phấn khởi. Điều này sẽ góp phần động viên các em chăm ngoan học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Tổ chức đêm Trung Thu năm 2016 thì
thời cũng vận động được các Phật tử tại xã Nam Dông và cũng như là kêu gọi các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là có công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông Buôn Ma Thuột và đồng tài trợ Mobifone của tỉnh Đắk Nông hỗ trợ phát 740 xuất quà và 10 chiếc xe đạp. 10 chiếc xe đạp đó là của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông Buôn Ma Thuột để gửi đến là cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Qua đây chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các nhà tài trợ, các doanh nghiệp cũng hỗ trợ để cho những cái trẻ em nghèo vượt khó được có những cái món quà đặc sắc để phát triển trong cái vấn đề trên đường học tốt. Những món quà nhân dịp Tết Trung Thu sẽ góp phần động viên, tạo động lực giúp các em thiếu nhi trên địa bàn xã Nam Song khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, giúp cho các em có một cái Tết Trung Thu ấm áp và tràn ngập yêu thương. Tối ngày 14 tháng 9, Ban tự quản Bon U3 thị trấn Etherling đã tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Tại đây, các cháu đã được xem biểu diễn múa lân, phá cỗ đêm hội trăng rằm. Được biết, kinh phí để tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu được Ban tự quản và các tổ chức đoàn thể của Bon U3 vận động, quyên góp từ các gia đình trong Bon và đơn vị kết nghĩa với Bon U3 ủng hộ. Đặc biệt, nhân dịp này, đơn vị kết nghĩa với Bon U3 là hạt kiểm Lâm huyện đã trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong năm học 2015-2016. Phần quà tuy không nhiều nhưng kịp thời động viên các cháu cố gắng hơn nữa trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Hòa chung với thiếu nhi của cả nước, tối ngày 15 tháng 9, Bon U1 thị trấn Etherling cũng đã tổ chức vui Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong Bon. Trong không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm, các em đã được xem biểu diễn múa lân và thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi trong Bon biểu diễn. Nhân dịp này, chi bộ Ban tự quản Bon U1 đã trao 15 phần quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Những ngày này, không khí Tết Trung Thu đang rộn ràng khắp mọi nơi. Cùng với các địa phương khác trong huyện, cấp ủy, chính quyền xã Nam Song cùng các đơn vị trên địa bàn đã có những hoạt động thiết thực nhằm mang niềm vui cho các em thiếu niên nhi đồng tại địa phương. Hòa chung không khí vui Tết Trung Thu trên khắp mọi miền cả nước, chiều ngày 14 tháng 9 tức ngày 14 tháng 8 âm lịch, cô và trò trường mầm non Họa Mi xã Nam Song đã tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu. Tiếng trống lân vang rộn khắp sân trường, xen lẫn tiếng vỗ tay của các em học sinh khi được tham gia phá cỗ Trung Thu. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với các cháu trong dịp Tết Trung Thu. Qua đó động viên các cháu thi đua học tập, luôn là con ngoan trò giỏi. Cùng với niềm vui chung của các em học sinh trường mầm non Họa Mi, trên 100 em học sinh trường mầm non Nam Dòng cũng đã có một sân chơi bổ ích nhân dịp Tết Trung Thu. Các em học sinh trong trường cùng với đoàn từ thiện Tịnh Xá Hồng Liên, thành phố Buôn Ma Thuột còn tổ chức các trò chơi dân gian. Đặc biệt, nhân dịp này, Tịnh Xá Hồng Liên cũng đã trao tặng trên 100 suất quà cho các cháu học sinh trong nhà trường. Món quà đầy ý nghĩa giúp các cháu có thêm niềm vui trong đêm hội trăng rằm. Thì cũng ở trường mồ côi á, cho nên thầy nghĩ tới cái sự thiếu thốn và thì thầy cũng mong muốn cho mọi người hiểu biết về cái tấm lòng nhân ái. Và có nhiều thì mình chia sẻ với mọi người. Có thể nói, việc quan tâm chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn xã hội. Nhận thức rõ điều này, những năm qua cấp ủy chính quyền xã Nam Dòng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em, đặc biệt là tổ chức đêm hội Trung Thu tại địa phương. Khi Trung Thu về tại các khu dân cư, đầu đầu cũng thấy không khí nhộn nhịp chuẩn bị các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi. Cùng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở xã Nam Song, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa phương cũng đã tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong dịp Tết Trung Thu năm 2016, xã Nam Song đã tiếp nhận trên 900 suất quà từ các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm để trao tặng cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở địa phương. Những hoạt động này đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các cháu thiếu niên nhi đồng, nhất là trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng đã giúp các em có một cái Tết Trung Thu nhiều ý nghĩa.
Đảng ủy, chính quyền địa phương ở đây đã cố gắng để tổ chức cho tất cả cái Tết Trung thu cho các cháu, đặc biệt là đối với các cháu nghèo, hộ nghèo, các cháu khuyết tật mồ côi, thì cái này đối đảng và chính quyền là chăm lo đối tất cả những cái suất quà cho các cháu. Còn ngoài ra đây đối đảng chính quyền địa phương tiếp tục là vận động tất cả những cái công ty và nhà tài trợ, nhà hảo tâm để hỗ trợ cho tất cả các cháu những suất quà. Hiện nay là đối với lại xã Nam Dòng đã nhận được đến ngày hôm nay nữa là trên 900 suất quà của các cái công ty và nhà tài trợ. Đặc biệt nhất là có 10 cái xe đạp để cho các cháu trong cái dịp Tết Trung thu này. Để sẻ chia bớt những khó khăn thiệt thòi cho các em, trong dịp Tết Trung thu 2016, trên địa bàn huyện Chư Tốt đã có nhiều đơn vị, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em lang thang. Những hoạt động ý nghĩa này phần nào làm cho không khí đón Tết Trung thu của các em thêm vui tươi và ấm áp. Ngoài các hoạt động vui chơi, các địa phương còn chuẩn bị nhiều phần quà có ý nghĩa dành tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh vượt khó học giỏi. Đây là niềm động viên rất lớn, giúp các em cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của tình yêu thương, quên đi những khó khăn nhọc nhằn của cuộc sống. Tình thương và với cái tấm lòng vật chất của cái con người, cho nên đối với người tu thì phải có cái tấm lòng vị tha và phải bao dung rộng lượng, phải nghĩ tới người khó nghèo hơn mình. Tết Trung thu rộn rã và lung linh sắc màu đang diễn ra ở khắp các địa phương trên địa bàn huyện, thể hiện sự quan tâm chăm lo của cả cộng đồng dành cho thế hệ tương lai của đất nước, mang đến cho các em một cái Tết Trung thu trọn vẹn ý nghĩa. Chiều ngày 14 tháng 9, trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Etherling cũng đã tổ chức Tết Trung thu cho các cháu học sinh, tạo nên không khí rộn ràng, ấm cúng của ngày hội trăng rằm. Tại đây, các cháu học sinh đã được xem các tiết mục văn nghệ do các bạn trong trường biểu diễn, được nghe sự tích về chú Cuội và chị Hằng Nga. Đặc biệt là màn biểu diễn múa lân đã làm cho không khí ngày Tết Trung thu 2016 thêm rộn ràng, vui nhộn hơn. Thông qua các hoạt động này, các cháu học sinh được cảm nhận không khí vui tươi và hào hức khi được rước đèn ông sao, được nhận quà và chung vui Trung thu cùng các bạn, góp phần từng bước hình thành nhân cách cho các cháu. Vụ thu đông năm 2016, huyện Chư Rút gieo tỉa được 11.609 hecta cây trồng cạn các loại, trong đó đậu nành 780 hecta, đậu lạc 1.035 hecta, ngô lai 9.186 hecta. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Rút đã chủ động phối hợp với các xã thị trấn, vận động bà con nông dân tiến hành xuống giống đồng loạt, đưa các loại giống có năng suất và chất lượng vào sản xuất, kết hợp với việc mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng nhằm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân. Nhờ biết áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất cộng với sự chăm sóc chu đáo của bà con nông dân, nên các loại cây trồng trên địa bàn huyện phát triển tốt, bà con nông dân đang tiến hành làm cỏ và bón phân đợt 3. Phát huy lợi thế của huyện là có diện tích đất đai thuận lợi để trồng cỏ chăn nuôi bò. Những năm gần đây, bà con nông dân trên địa bàn huyện Chư Rút đã tập trung phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt chương trình cải tiến và nâng cao chất lượng đàn bò tại địa phương bằng phương pháp lai tạo với bò ngoại nhập. Theo đó, chương trình này đã góp phần cải thiện được tầm vóc đàn bò địa phương, tránh xảy ra tình trạng đồng huyết dẫn đến chậm phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Nhờ vậy, hiện trên địa bàn huyện đã có 1.799 con bò cái nền được phối giống với bò đực lai, tổng số bê lai được sinh ra là 3.500 con. Để nâng cao chất lượng đàn bò trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Chư Rút sẽ tăng cường vận động bà con nông dân chăn nuôi bò theo hướng trang trại tập trung, duy trì phát triển chăn nuôi nông hộ trang trại, phát triển chăn nuôi bò vỗ béo, nâng cao hiệu quả chương trình cải tạo đàn bò, xây dựng mối liên kết giữa cơ sở chế biến với người chăn nuôi để tạo thuận lợi cho sản xuất tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung khí thế vui tươi, rộn ràng đón Tết Trung thu của thiếu nhi trong cả nước, khắp nơi trên địa bàn huyện Chư Rút, từ thị trấn Etherling đến các xã vùng sâu vùng xa như Darwin, Ebo, Chư Gần Nia, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng trống lân, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, giúp cho các em thiếu nhi đón một cái Tết Trung thu đầm ấm, tươi vui, hạnh phúc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau nhiều ngày thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tối ngày 14 tháng 9 trên địa bàn huyện không khí mát mẻ, trời rất mưa. Đây là điều kiện tốt cho nhiều đoàn lân xuống đường biểu diễn. Kéo theo đó là hàng trăm người lớn và trẻ em ở mọi lứa tuổi tụ họp, reo hò theo tiếng trống lân rộn rã khắp nơi. Tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành và đường Nguyễn Văn Linh thị trấn E Tờ Linh, rất nhiều đội lân được thiết kế bắt mắt xuống đường biểu diễn. Ông Địa bụng vệ mặt cười, tiếng trống dục liên hồi, nườm nượp nối đuôi nhau đến từng nhà để múa cầu hỉ. Mà nó không ảnh hưởng gì cả, đó là mùa trung thu là rất là vui. Nhưng mà như vậy mới là đón trung thu đâu có ảnh hưởng gì đâu, họ vẫn ra đường bình thường, không ra nhiều nữa. Vì mưa lớn mới sợ chứ mưa như vậy thì đi được. Mỗi khi đoàn lân đi đến đâu là trẻ con ở đó di chuyển theo để được chọc kẹo ông Địa. Khi được ông Địa xoa đầu và phe phẩy chiếc quạt to, bọn trẻ lại thích thú cười. Cứ đoàn múa lân đi đến nhà nào thì đoạn đường đó lại ách tắc giao thông. Do vậy các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải xuống đường đồng hành cùng với các đoàn múa lân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 14. Không khí Tết Trung Thu được kết thành từ những âm thanh, hình ảnh rộn ràng, dung dị mà ấm áp. Em Hà Thanh Trung, thành viên đội lân giáo sư Phúc Lộc thị trấn E Tờ Linh cho biết, đội lân của em có tới hơn 30 người. Để múa trong những ngày trung thu, đội lân phải tập sượt rất công phu hơn từ một tháng trước. Nhưng vì mưa dầm trong những ngày qua nên đội mới múa được vài giờ đồng hồ. Nhưng cũng không vì thế mà giảm đi tinh thần đón Tết Trung Thu của các em. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các thành viên của đội múa lân, ngay từ đầu các em đã được quán triệt những nội quy để không xảy ra rủi ro đáng tiếc. An toàn cho các em trong đoàn lân giáo sư Phúc Lộc của chúng con đã có những nội quy như sau: là chúng con đi theo tập thể nên việc theo đuổi nội quy của khá là chặt chẽ, chúng con chỉ vui các em là chính và an toàn là trên hết. Với mục đích khác nhau nhưng màn biểu diễn của các đội lân, tiếng trống rộn ràng đã mang lại tiếng cười, niềm vui thực sự cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện. Nhiều em còn được bố mẹ cho đứng lên yên xe máy để ngóng lân. Mấy ngày trước mưa dầm, các em đều trong tâm trạng buồn vì nghĩ rằng Tết Trung Thu năm nay sẽ không được xuống phố xem lân. Nhưng ông trời khéo chiêu lòng người, những ngày này thời tiết tạnh ráo nên Trung Thu càng thêm có ý nghĩa đối với các em thiếu nhi. Một năm thì mới có một lần nên cho các cháu đi chơi, chứ mưa gió thì không hẳn vấn đề gì hết ạ. Lân năm nay mùa rất là đẹp và vui ạ. Có thể nói không khí vui Trung Thu không chỉ ở trung tâm huyện và trung tâm các xã thị trấn, mà ở tất cả các đường ngang ngõ dọc trên địa bàn huyện. Tiếng trống lân khuấy động cả không gian yên tĩnh miền quê, tạo nên một mùa Trung Thu thật ấm áp, vui vẻ và an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website daichuyenthanh.gov.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.